Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em phân tích nhân vật chương 3 trong Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt của Lưu Quang Vũ. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 7 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video là một trong những bài phân tích hay nhất. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ nổi tiếng với những tác phẩm có nội dung giàu tính hiện thực, có tính đả kích sâu sắc và mang đậm giá trị nhân văn. Một trong những vở kịch nổi tiếng nhất của ông phải nhắc đến đó chính là tác phẩm Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt. Trong tác phẩm này, những vấn đề mấu chốt và tình huống chuyện đều tập trung xoay quanh nhân vật Trương Ba, một con người phải sống nhờ ở đậu trong thân xác của người khác. Trước khi đột ngột qua đời, Trương Ba là một người đàn ông hiền lành đức độ trong gia đình. Ông là một hình mẫu mực thước cho tất cả các thành viên noi theo. Chính vì vậy, ông rất được vợ con yêu thương, con cháu kính trọng. Ông là người không những nho nhã thanh lịch, lại rất thông minh và hiểu biết. Nước cờ ông đánh, họa trăng chỉ có Đế Thích mới giải vây được. Có thể thấy được đây là con người tri thức nền nã, vừa đẹp ở tâm hồn nhân cách, lại có những hành vi ứng xử văn minh. Tuy nhiên, chỉ vì một sai sót của Nam Tào Bắc Đẩu khi vội đi chơi mà khiến cho Trương Ba phải chết oan. Cái chết của Trương Ba đột ngột và vô lý đến nỗi khi vợ Trương Ba gặp Đế Thích để đòi lại sự công bằng, Đế Thích cũng phải bối rối. Công bằng ấy được sửa chữa vá víu bằng cách cho hồn Trương Ba nhập vào trong thân xác của hàng thịt. Thế nhưng đây cũng là lúc bắt đầu bi kịch của Trương Ba. Trương Ba dần trở nên thô thiển hơn, có những hành động lỗ mãng, không còn giống với con người của ông trước kia. Ông trở nên tham ăn tục uống, ăn uống phàm phu tục tử, nói năng thì bỗ bã thô thiển, hành vi thì lố bịch. Trương Ba đã làm những việc trước đây ông chưa từng làm: tát con trai, làm gãy tiệt cái chổi non của cây cam, dậm lên nát cả cây sâm quý mới ươm, đã làm gãy cả nan, rách cả giấy, hỏng mất cả cái diều đẹp của cu tị. Không chỉ vậy, trong một lần vợ hàng thịt nằng nặc đòi chồng ở lại với mình, Trương Ba đã suýt chút nữa mà nghe theo. Sự thay đổi của Trương Ba khiến cho chính gia đình ông cũng không chấp nhận được. Vợ Trương Ba chấp nhận bỏ đi để ông về sống với vợ hàng thịt. Cái gái cháu ông thì không nhận ông, cô con dâu ngoan hiền hiểu chuyện nhất cuối cùng cũng trách cứ cha mình. Trương Ba đau khổ lắm, không phải ông không biết những sự thay đổi đã diễn ra với mình, chỉ là ông không thể làm được gì để thay đổi thực tại. Hoàn cảnh của ông đích thực là lực bất tòng tâm. Dù linh hồn của ông muốn nhưng thân xác không chịu nghe theo thì ông cũng không thể nào điều khiển được. Huống hồ việc ban ngày ở trong thân xác hàng thịt lâu dần khiến cho ông bị tha hóa, trở nên thô thiển cục mịch, ngày càng giống với con người hàng thịt. Trương Ba vô cùng đau khổ và day dứt về sự thật này nên đã gặp Đế Thích và trình bày nỗi lòng của bản thân. Có thể thấy ông là một người rất có nhân cách, lòng tự trọng. Ông đã thẳng thừng nói với Đế Thích chỉ quan tâm cho người ta sống, còn sống thế nào thì Đế Thích không quan tâm. Những lời phê phán của Trương Ba rất gay gắt nhưng cũng vô cùng chính xác về Đế Thích và cách làm của ông. Trương Ba cuối cùng đau khổ lựa chọn cái chết còn hơn chấp nhận hoán đổi linh hồn mình vào một thể xác mới. Đây là một sự lựa chọn cao cả và thể hiện đúng tính cách con người ông. Ông không thể chấp nhận sự giả dối, hoán đổi, không thể sống mà trong một đằng ngoài một nẻo. Dù cho ông có được đổi sang một thân xác nào đi nữa thì đó cũng là thân xác đi mượn, và rồi ông sẽ lại gặp rất nhiều rắc rối khi không được là chính mình. Cách lựa chọn này đã đưa Trương Ba trở về là chính ông, dù điều đó đồng nghĩa với việc ông phải vĩnh viễn rời xa vợ con của mình. Bi kịch của Trương Ba đã nói lên một vấn đề, đó là sống nương nhờ trong thân xác của người khác. Con người phải sống là chính mình nhất quán, đồng điệu giữa tâm hồn và thể xác, không thể có chuyện linh hồn người này nhưng lại sống trong thân xác của người khác. Cách lựa chọn giải quyết vấn đề cũng cho thấy được nhân cách cao đẹp trong con người Trương Ba. Ông đã lựa chọn cái chết để làm chính mình, còn hơn cố gắng níu giữ sự sống trong khi mình dần bị tha hóa biến đổi. Cuối cùng thì Trương Ba vẫn trở về là người chồng yêu thương vợ con, là người cha mẫu mực, người ông đáng kính trọng của tất cả con cháu trong nhà. Thông qua cuộc đời và những bi kịch của nhân vật Trương Ba trong vở kịch, Lưu Quang Vũ đã đem đến cho người đọc, người xem những triết lý nhân sinh, những bài học thật sâu sắc. Trong đó quan trọng nhất là khẳng định sự thống nhất biện chứng giữa hai phương diện là thể xác và tâm hồn, đồng thời cũng cổ vũ giáo dục con người phải luôn luôn đấu tranh để hoàn thiện nhân cách, phẩm giá của bản thân, không thể sống với lối sống trong ngoài bất nhất. Điều đó không chỉ làm bản thân đau khổ vì không được sống đúng với bản thân và còn gây nhiều đau khổ cho người khác nữa. Hết bài phân tích. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.